Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tung ảnh chụp cùng hai đứa con, đang là chủ đề nóng của các fan hâm mộ. Trong làng giải trí luôn có những cảnh tượng thay đổi kinh ngạc, giống như tình tiết trong phim, chói mắt, khó đoán, mỗi chuyển biến đều khiến người ta nghẹt thở. Thông tin bất ngờ này khiến cư dân mạng bàng hoàng và suy đoán nguyên nhân. Có người nói đùa, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có tham gia vào một chương trình siêu năng lực bí ẩn không? Họ trở thành cha mẹ chỉ sau một đêm. Một số cư dân mạng nói đùa, trong ngành giải trí cũng có kỹ thuật tăng trưởng thần tốc. Họ trở thành cha mẹ chỉ sau một đêm. Thật sự là thần kỳ. Giới giải trí lại một lần nữa hỗn loạn. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tránh nói về những đồn đoán điên rồ, khiến người hâm mộ suy đoán trên mạng xã hội. Bí mật đằng sau điều này là gì? Người hâm mộ đã bật chế độ thám tử để khám phá sự thật. Có thể đây chỉ là tin đồn thoáng qua trong làng giải trí, nhưng liệu đằng sau đó có bí mật sâu, xa hơn thì ai có thể biết được. Việc tin tức này bị lộ ra chắc chắn đã tiếp thêm nguồn năng lượng bí ẩn mới vào làng giải trí, khiến mọi người ngày càng tò mò và kỳ vọng hơn về đời tư của những người nổi tiếng. Ngành giải trí lại dậy sóng. Âm mưu gây sốc nào sẽ diễn ra tiếp theo trong câu chuyện kỳ diệu này? Chúng ta hãy đợi và xem. Đồng thời, tôi cũng phải nói rằng những câu chuyện trong ngành đôi khi rất khó hiểu và khó phân biệt là đúng hay sai. Chỉ có thời gian mới có thể biết được đó là sự thật hay bom khói. Ngành giải trí không ngừng thay đổi, liên tục có những bất ngờ. Chỉ trong một đêm, đủ loại sự kiện kỳ quái lần lượt xảy ra giống như cốt truyện của một bộ phim, khiến người hâm mộ choáng ngợp. Họ đều than thở rằng vòng tròn này sôi động đến mức không thể dừng lại. Tin tức bất ngờ này khiến cư dân mạng tò mò và suy đoán, có lẽ nào hai người họ tham gia một chương trình giả tưởng. Cả hai đều có con chỉ sau một đêm. Phép thuật để tạo ra phép thuật ngay lập tức. Mặc dù tin đồn về Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được thế giới bên ngoài thổi phồng rất nhiều, nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng và để cho những đồn đoán lan truyền. Người hâm mộ bắt đầu thảo luận sôi nổi trên các nền tảng xã hội lớn, suy đoán về câu chuyện đằng sau vụ bê bối này. Tình hình trong làng giải trí rất khó lường. Sự việc này có thể chỉ là một trò hề, hoặc có thể ẩn chứa một bí mật nào đó chưa được biết đến. Việc tin tức này bị lộ ra chắc chắn đã tiêm một liều thuốc kích thích vào ngành giải trí, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và kỳ vọng vào đời sống riêng tư của những người nổi tiếng. Giới giải trí lại một lần nữa gây ra cơn bão thần kỳ. Câu chuyện của người nghệ sĩ này sẽ tiếp nối huyền thoại phép thuật như thế nào? Những bất ngờ lần lượt nối tiếp nhau, chúng ta hãy cùng đón chờ nhé. Đồng thời, nó cũng khiến con người phải suy nghĩ sâu sắc. Thật khó để phân biệt đâu là thật đâu là giả trong vòng tròn. Mỗi câu chuyện có thể là thật, hoặc cũng có thể chỉ là ảo ảnh đầy khói. Bối cảnh ngành giải trí luôn thay đổi thực sự khó lường. Cuộc tranh cãi giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khẳng định tính chất khó lường của ngành. Với tư cách là một phóng viên giải trí cấp cao, tôi biết rõ những khúc mắc, nhưng việc hai người họ có một con trai và một con gái chỉ sau một đêm và trở thành truyền thuyết thực sự là một điều gây sốc. Có thể đây chỉ là một tin đồn khác trong làng giải trí, hoặc có thể còn ẩn chứa nhiều bí mật ít người biết đằng sau đó. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên duy trì một thái độ lý trí, đối xử với nó bằng trái tim bình thường, tránh cường điệu và suy đoán ngẫu nhiên không cần thiết. Liên quan đến những tin đồn gần đây giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, chúng tôi rất mong chờ rằng cả hai có thể phản hồi sớm nhất có thể và đưa ra câu trả lời rõ ràng cho công chúng. Suy cho cùng, với tư cách là những ngôi sao sáng trong làng giải trí, họ cũng là người đưa đón của xã hội. Mỗi bước đi của họ đều chạm đến trái tim của vô số người hâm mộ. 02 đêm khuya, Triệu Lệ Dĩnh đăng một bài viết lên Weibo. Nội dung đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Cô đề cập đến mối quan hệ của mình với Lâm Canh Tân với giọng điệu thoải mái, nói rõ rằng hai người chỉ là bạn tốt. Bài đăng trên Weibo này rõ ràng là nhằm mục đích dập tắt những hiểu lầm gây ra bởi sự tương tác của Lâm Canh Tân trên mạng xã hội.
Bài viết của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng mà còn gây ra những cuộc thảo luận rộng rãi trong cư dân mạng. Một số cư dân mạng bình luận, hoạt động của Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản là làm rõ ở cấp độ sách, giáo khoa, nó không mang tính xúc phạm và thẳng thắn. Nguyên nhân của vụ việc là do Lâm Thanh Tân phản hồi một số bình luận của người hâm mộ CP trên mạng xã hội và đăng ảnh chụp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Hành vi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bắt đầu suy đoán liệu mối quan hệ giữa hai người có vượt ra ngoài mức bạn bè bình thường hay không. Suy đoán này lan truyền nhanh chóng trên Internet và thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói, Weibo của Triệu Lệ Dĩnh là lời đáp trả mạnh mẽ cho suy đoán vô căn cứ này. Cư dân mạng có những phản ứng khác nhau về điều này. Một số người ủng hộ sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh, trong khi những người khác lại cho rằng hành vi của Lâm Thanh Tân có phần thiếu suy nghĩ. Bài đăng trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh rất đúng lúc. Được biết, cô vừa bay từ Trung Khánh trở về và xử lý sự cố ngay khi hạ cánh. Phản ứng hiệu quả này một lần nữa chứng tỏ sự trưởng thành và quyết đoán của Triệu Lệ Dĩnh trong việc xử lý quan hệ công chúng. Cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích về điều này, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không chỉ thể hiện tốt trong sự nghiệp diễn xuất mà còn xử lý công việc cá nhân một cách hợp lý. Một số cư dân mạng nói đùa, có phải Triệu Lệ Dĩnh đang nói với chúng ta rằng dù bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn cần phải làm rõ khi đến lúc phải làm rõ. Sau khi bài đăng trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra, cư dân mạng đã bắt đầu thảo luận sôi nổi ở khu vực bình luận. Một số người ủng hộ quan điểm của Triệu Lệ Dĩnh và cho rằng cô đã xử lý phù hợp, số khác lại cho rằng Lâm Thanh Tân nên chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình để tránh gây ra những rắc rối không đáng có cho bạn bè. Cuộc thảo luận đa dạng này khiến toàn bộ vụ việc không chỉ đơn thuần là làm sáng tỏ mà còn trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Một số cư dân mạng bình luận, Triệu Lia Hinh đã thắng làn sóng hoạt động này. Lâm Thanh Tân có lẽ phải suy ngẫm về điều đó. Bài viết trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh tuy ngắn gọn nhưng đã làm rõ mối quan hệ của cô với Lâm Thanh Tân một cách hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu việc làm rõ này có thể dập tắt hoàn toàn những đồn đoán bên ngoài hay không. Trong thời đại mạng xã hội, mọi hành động của người của công chúng đều có thể bị phóng đại và diễn dài. Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn là một phản ứng trước thực tế này. Trong tương lai, liệu những sự việc tương tự có xảy ra lần nữa hay không và Triệu Lệ Dĩnh sẽ ứng phó như thế nào đều là những vấn đề đáng được quan tâm. Cuộc thảo luận của cư dân mạng về vấn đề này cũng phản ánh sự quan tâm của công chúng đối với đời sống riêng tư của người nổi tiếng cũng như quan điểm khác nhau của họ về chiến lược đối phó của người nổi tiếng.